Đây là thực trạng của mọi người khi sử dụng iOS 16. Nóng vách cả đấy. Lưỡi bàn phím. Màn hình khóa và màn hình nền là một quá vớ vẩn. Yên tâm, 16 Beta 2 giải quyết được hết. Ở đâu? Ở đâu ạ? Ở đây. Anh em ơi. Và như vậy là chúng ta đã chính thức có cái phiên bản đó là iOS 16 Beta 2. Và tất nhiên là mỗi lần ra cái phiên bản Beta mới thì chúng ta sẽ có những cái nâng cấp này, những cái cải thiện. Tuy nhiên mình biết rằng là cái điều mà các bạn quan tâm nhất khi mà ra cái phiên bản Beta mới này, đó là nó đã fix được hết những cái lỗi ở trên phiên bản Beta 1 hay chưa. Thì ở trên cái phiên bản iOS 16 Beta 1 ấy, khi mình đang có sử dụng ở trên cái chiếc iPhone 13 của mình, thì nó có hai cái lỗi khá là phổ biến mà mình cũng như là rất nhiều người trong văn phòng đã gặp phải. Đó là bị lỗi bàn phím và cái lỗi thứ hai đó là không đo được điểm AnTuTu. Thì nôm na rằng là ở trên cái phiên bản Beta 1 ấy, thì khi mà các bạn nhấn phím với những cái từ như là từ bé này, từ thế này, thì nó sẽ không thể ra được cái dấu sắc cũng như là không thể ra được cái chữ E. Có một vài lần thì nó sẽ ra được, tuy nhiên thì cái phần trăm nó rất là ít. Và ở trên cái phiên bản Beta 2 mình trải nghiệm được thì cái lỗi này nó đã được fix hoàn toàn rồi. Viết từ bé này, từ thế này, mọi thứ vẫn rất là tốt như bạn có nhìn thấy ở đây. Còn về cái lỗi thứ hai đó là không đo được điểm AnTuTu ấy, thì cái lỗi này mình gặp ở trên rất là nhiều mẫu máy, từ iPhone 8 Plus này, iPhone 13 này, iPhone 13 Pro Max, thì tất cả những cái mẫu máy đó nó chỉ đo đến con số là 28% ở trên AnTuTu thôi là nó sẽ tự động mình kích ra. Và đây mặc nhiên nó là lỗi của iOS 16 Beta 1. Còn ở trên cái phiên bản Beta 2 này thì mình đã có đo được rồi và nó đã fix được cái lỗi này. Và cái điểm số mình đo được ở trên cái chiếc iPhone 13 này là 807.000 điểm. Một con số cũng khá là ấn tượng đúng không ạ? Và tiện đang nói về AnTuTu nhé, thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn cho anh em cái điểm số mình chấm được ở trên Geekbench. Thì cái điểm số Geekbench 5 này rõ ràng nó được cải thiện rồi, nhất là ở trên cái phần đa nhân ấy, thì cái điểm số của nó hơn đến hơn 100 điểm so với cả cái phiên bản là Beta 1 cơ. Cái phần này thì nó cũng chỉ là cái phần để anh em có thể là xem được cái con số thôi. Chúng ta cũng chưa thể nào mà nói rằng là Beta 2 nó sẽ mạnh hơn Beta 1 đúng không ạ? Vậy thì khi mà nó đã fix được những cái lỗi này thì ở trên cái phiên bản Beta 2 của chúng ta nó sẽ có những cái nâng cấp hay là những thay đổi gì? Thì mình có thể nói luôn cho các bạn rằng là ở trên cái phiên bản Beta 2 này ấy, chúng ta không có quá là nhiều những cái sự nâng cấp, mà nó sẽ tập trung chủ yếu vào cái phần đó là làm cho cái phần tùy biến màn hình khóa nó thông minh hơn. Ví dụ như là ở trên phiên bản Beta 1 nhá, thì khi mà các bạn thay cái phần màn hình khóa ấy, thì nghiễm nhiên cái phần màn hình khóa đó nó sẽ là màn hình chính luôn. Còn ở trên phiên bản Beta 2 của chúng ta nó đã thông minh hơn rồi. Khi mà các bạn thay cái phần màn hình khóa ấy, thì các bạn thấy rằng là nó sẽ hiện ra một cái phần, đó là bạn sẽ set cái phần này là cả màn hình khóa và cả màn hình chính, hay là nó chỉ là màn hình khóa riêng thôi. Đó là một cái điểm rất là thông minh ở trên Beta 2 nhá, mà nó sẽ khiến chúng ta là không bị khó chịu trong cái việc là thay đổi màn hình khóa. Và cái điểm nâng cấp thứ hai ở đây đó là khi mà các bạn sử dụng cái phần màn hình khóa ấy, mà nó làm ảnh của chúng ta ấy, thì các bạn sẽ không chỉ còn hai filter là một filter thường, một filter đen trắng nữa, mà nó sẽ có thêm hai filter nữa. Đó, các bạn thấy này, mình sẽ có 4 filter nhá. Đó, 4 filter đúng không ạ? Nó đã nâng cấp hơn rồi và nó đã cải tiến hơn rồi. Và còn một cái phần nữa ở trong cái phần màn hình khóa này, đó là cái phần màn hình khóa thiên văn học. Thì ở trên cái phiên bản Beta 1 của chúng ta ấy, thì các bạn chỉ thấy rằng là nó sẽ tracking cái địa điểm đúng không ạ? Mà chúng ta không thể biết là bạn đang đứng ở đâu và bạn đang ở cái tỉnh thành nào. Tuy nhiên thì ở trên cái phiên bản này của chúng ta thì khi mà các bạn vào cái phần màn hình khóa thiên văn học ấy, thì nó đã có một cái chấm xanh để cho các bạn biết rằng là các bạn đang ở vị trí nào. Ví dụ mình đang ở Hà Nội thì nó cái phần chấm của nó ấy, nó sẽ ở nửa trên của hình chữ S của chúng ta. Đó, đúng không ạ? Và khi mà mình nâng cấp cái phiên bản này ấy, thì mình đã mong chờ rằng là cái tính năng tách nền ở trên cái phiên bản này nó sẽ tốt hơn phiên bản trước. Tuy nhiên thì khi mà mình có thử một cái tấm ảnh mà mình tách bằng Beta 1 và mình có thử luôn một cái tấm ảnh mình cũng tách bằng Beta 2 với cái tấm ảnh đó luôn, thì mọi thứ gần như là nó giống nhau. Duy chỉ có một cái rằng là có lẽ ở trên Beta 2 thì mình cảm giác là cái độ mà nhận diện cái chủ thể nó sẽ nhanh hơn một chút. Đó. Còn về cái vấn đề quá nhiệt cũng là một cái vấn đề mà mọi người gặp khá là nhiều ở trong cái phiên bản Beta 1 đúng không ạ? Thì ở trên cái phiên bản Beta 2 khi mà mình đo xong cái điểm AnTuTu ấy, thì mình khá là bất ngờ rằng là mình sờ là sau máy nhá, máy khá là mát, và khi mà đo thì các bạn có thể thấy rằng là nó chỉ nhiệt độ nó chỉ khoảng là từ 31 cho đến cùng lắm là đến 33 độ thôi. Đó, rất là mát sau khi mà mình đo cái điểm AnTuTu, một cái phần mềm mà đo làm cho máy rất là nóng đúng không ạ? Thì cái phiên bản Beta 2 của chúng ta nó phục vụ khá là tốt cái phần nhiệt năng này. Còn sau 30 phút chơi game thì đây là cái nhiệt độ mà mình nhận được.
Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về iOS 16 Beta 2. Ở trên cái phiên bản Beta 2 này thì rõ ràng là nó không có quá là nhiều những cái nâng cấp. Và như mình đã nói thì nó sẽ tập trung chủ yếu vào cái phần đó là làm cho cái phần tùy biến màn hình khóa nó trở nên thông minh hơn. Những cái thao tác nó sẽ đỡ bị rườm rà hơn và mọi người sẽ dễ dàng để có thể là sử dụng hơn với cái phiên bản Beta 2 này. Còn về những cái lỗi trước của Beta 1 như là bị lỗi bàn phím này, không đo được AnTuTu này, thì ở trên cái phiên bản Beta 2 này của chúng ta nó cũng đã được fix hết rồi. Mọi thứ thì cũng khá là ổn, thì mình nghĩ rằng là nếu như các bạn đang sử dụng Beta 1 ấy, thì các bạn nên lên Beta 2 nhá, thì nó sẽ có những cái cải tiến cũng như là về nhiệt năng nó cũng sẽ tốt hơn. Hey, và nếu như mà các ông muốn sử dụng cái phiên bản iOS 16 Beta này nó mượt mà nhất thì rõ ràng là các ông phải lên những cái phiên bản iPhone như là iPhone 11, 12, 13 đúng không ạ? Và hiện tại 7S cũng đang có chương trình giảm giá rất là ngon dành cho những cái mẫu iPhone này. Và ông nào mà quan tâm thì tôi sẽ để được link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến cửa hàng 7S nhé.